Xin thân chào ở đây các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất. Với những pha chống đỡ đỉnh cao đáng học hỏi khi Vương bị đối phương phế pháo đánh nát cặp sĩ và đối phương vẫn còn đủ hai xe. Cùng với ván 2, trận đấu tấn công dồn dập sâu đòn rất nhiều cạm bẫy. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 Chứng chứ chứ
将军。吃。吃。吃。吃。吃。将军。将军。吃。将军。将军。
吃 吃 吃 吃 吃 将军 Giáo sát cục, Tiêu Vĩnh Đông buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai giữa Vương Thiên Nhất và Mạnh Dục.将军 吃 吃
吃 吃 吃
吃。吃。吃。吃。将军。吃。将军。将军。将军。吃。将军。吃。
吃。吃。将军。吃。将军。将军。Mất mã, Mạnh Dục buông cờ, nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.